Nhóm song ngữ miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mấy chị em thật sự rất là vui mừng cũng như là hạnh phúc luôn khi mà được đồng hành cùng với lại chị Phước. Thì ngày hôm nay chị hữu duyên đến với tỉnh Thất Chiên Lạc, cũng thông qua cái video hôm trước mà mấy chị em phát tặng quà thì chị có thấy được 10 hoàn cảnh có gặp quà khó khăn, cho nên nó là muốn giao duyên cùng với lại các cô chú tại tỉnh Thất. Ngày hôm nay thì chính tay của chị đã chuẩn bị những cái phần quà hiện tại đang có ở đây. Đầu tiên thì sẽ có một cái thùng mì, và tiếp theo là sẽ có một số nhu yếu phẩm dùng ở trong bếp, có là bột ngọt nè, dầu ăn cũng như là nước tương để mà gửi tặng đến cho các cô chú. Thì ngày hôm nay mấy chị em thật sự rất là vui luôn khi mà được cùng đứng với chị và hỗ trợ chị gửi tặng những cái phần quà đến tặng cho bà con chị nha. Dạ, và trước lúc mà phát quà thì không biết là chị Phước có muốn gửi đôi lời với bà con không? Không, được rồi. Dạ. Cái phần quà này được mình được cũng cùng một bạn nữa là bạn Nhân á, dạ, cùng công ty với mình á, thì nên là góp một phần gửi với bà con thôi. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ thì không có để cho mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ bắt đầu phát quà luôn ha. Dạ, cũng đại diện cho chị Mạnh Thường Quân hiện tại đang có mặt tại đây, con kính chúc cho các cô cũng như là các chú thì sau khi nhận phần quà này thì sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui nha. Dạ, cũng cảm ơn vì các cô chú đã nhín thời gian đến đây để mà đợi mấy chị em tụi con trong cái lúc mà chuẩn bị quà. Dạ, bây giờ thì xin mời các cô chú cùng lên để mà nhận quà và sớm về nhà nha. Dạ. Dạ, rồi chúc mấy cô về nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chúc chú Tám nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc cháu cũng nhiều sức khỏe đây. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, chúc ông nhiều sức khỏe ạ. Dạ, nhiều sức khỏe nha chú ơi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Ngoài cái phần quà mà ngày hôm nay chị gửi tặng đến cho các bà con thì cũng có một chút tấm lòng để mà gửi tặng đến ở chỗ tỉnh Thất Chiên Lạc các cô chú. Thì cái phần ở bên đây là đã được chuẩn bị xong hết rồi. Đầu tiên là sẽ có 4 thùng mì chay. Dạ. Ở đây thì có là 4 thùng mì chay cộng với lại là 50 kg gạo. Cái này là cũng nhiều lắm. Cũng của chị Mỹ Nhân rồi đó. Chị dạ, không có tham gia chỗ sao nặng như vậy. Nặng lắm chị. Dạ, 50 ký. Chị Mỹ Nhân á, chị cùng đồng hành với tụi mình nhưng là chị không có tham dự được cái buổi ngày hôm nay. Dạ. Thì chị đại diện. Thầy ơi, con mời thầy ra đây nha. Chị Phước đứng đây nha. Bốn ốc nhang để dạ, mà thờ cúng bốn thùng mì với lại 50 kg gạo ngon. Dạ. Dạ. Dạ, con mời thầy ạ. Thì ngày hôm nay là có chị Phước thì cũng đến đây để mà thăm hỏi và gửi tặng cái phần quà đến cho chỗ tỉnh Thất. Cái này xem như là chị giao duyên với chỗ tỉnh Thất của mình. Thì ở đây là có 50 kg gạo nè thầy, rồi 4 thùng mì cộng với lại là 4 ốc nhang. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, cộng với lại một phần quà thì chính tay của chị sẽ trao cho thầy nha. Dạ, con từ những năm xa tới vậy, con nhóm trong công ty cũng có một chút lòng để cái này xuất sáng cho thầy. Dạ, với lại cái này là của mẹ của bạn đó gửi cho thầy, rồi phần này của con gửi cho thầy. Chúc mừng cho tụi con nha. Dạ. Chúc mừng cho tụi con. Dạ. Cũng đại diện cho chỗ tỉnh Thất và những bà con ngày hôm nay đến đây nhận quà, gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến chị Phước cũng như là những chị đã đồng hành cùng với lại chuyến đi thiện nguyện ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả các chị lúc nào cũng sẽ được và thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui nha. Cảm ơn chị. Dạ, con cảm ơn thầy vì đã tạo điều kiện cho mấy chị em tụi con có thể thuận lợi và phát quà đến cho những bà con hiện tại đang gặp khó khăn. Dạ. Dạ, cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn vì đã quan tâm và theo dõi video của chúng con. Còn bây giờ thì cho mấy chị em xin chào và hẹn gặp lại ạ.